Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba, ngày 14 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Khó khăn đối với thị trường lao động, tỷ lệ lao động thất nghiệp tăng cao do đại dịch Covid-19. Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc về đề án tu sửa nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026. Phóng sự thành phố Tam Kỳ triển khai thí điểm mô hình công dân không biết. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Y tế về củng cố kiện toàn ngành y tế, sửa chữa cơ sở vật chất và đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án năm 2022. Các đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chủ trì, cùng với sự tham dự của các sở ban ngành có liên quan. Trong thời gian qua, Sở Y tế đã tiến hành triển khai kiện toàn sắp xếp bộ máy, đặc biệt trong xây dựng đề án vị trí việc làm đem lại hiệu quả trong sử dụng biên chế, giúp cho việc bố trí sắp xếp phân công nhiệm vụ cho viên chức được công khai, minh bạch và phù hợp trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sở trường công tác, phát huy tối đa hiệu quả trong sử dụng quản lý nhân lực và đặc biệt trong thực hiện công tác cán bộ của đơn vị từ khâu tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng. Để tiếp tục triển khai sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp toàn ngành theo đúng quy định, Sở Y tế kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng thêm biên chế theo lộ trình từng năm, đồng thời nâng cấp mở rộng quy mô, đầu tư triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật chuyên khoa, kỹ thuật chuyên sâu cho các đơn vị y tế trên địa bàn. Tại cuộc họp, nhiều kiến nghị từ các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn được nêu ra, bao gồm việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, cũng như có kế hoạch bổ sung đào tạo bồi dưỡng nhân lực y tế trong điều trị bệnh nhân COVID-19 trong tình hình hiện nay và nhân lực y tế cơ sở. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự với các tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị, theo ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay Sở Nội vụ tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu đến dự trao quyết định và tặng hoa chúc mừng. Theo quyết định, ông Đoàn Ngọc Trung, trưởng phòng tài chính đảng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, được bố trí đến nhận công tác tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam cho tới ngày 15 tháng 9 năm 2021 và giới thiệu để bầu vào Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị ông Đoàn Ngọc Trung trên cương vị công tác mới tiếp tục trau dồi kinh nghiệm cũng như năng lực công tác, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, sức lực của tập thể công chức Liên minh Hợp tác xã tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo tin tưởng giao phó. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn đã có buổi làm việc với huyện Nông Sơn về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 9 tháng đầu năm, những kiến nghị đề xuất cũng như các giải pháp trọng tâm trong 3 tháng còn lại của năm 2021. Trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Nông Sơn triển khai đầy đủ các hợp phần từ chương trình 135, rồi chính sách y tế, hỗ trợ tiền điện, trợ giúp xã hội, các chính sách giảm nghèo với tổng các nguồn vốn được Trung ương, tỉnh phân bổ trong năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021 là hơn 6 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,01%, hộ cận nghèo còn 4,71%. Riêng năm 2021, Nông Sơn có 16 trên 45 hộ đăng ký thoát nghèo bền vững và 22 hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo. Trong 9 tháng qua, địa phương cũng đã chi trả hơn 11 tỷ đồng cho 2.813 đối tượng bảo trợ xã hội. Nông Sơn cũng đã thưởng cho 113 hộ thoát nghèo bền vững năm 2020. Toàn huyện chỉ còn một hộ đối tượng chính sách sẽ được tập trung xóa nghèo trong năm 2021 này. Đến nay, Nông Sơn có 3 xã về đích nông thôn mới và 4 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn huyện bình quân có 15,8 tiêu chí nông thôn mới một xã, với tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới hơn 12 tỷ đồng. Đến nay, Nông Sơn có 6 sản phẩm OCOP 3 sao, và riêng năm 2021, địa phương tiếp tục đăng ký 4 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Trước đó, trong sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Theo lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm, đây là một năm đầy khó khăn đối với thị trường lao động trong và ngoài nước. Tỷ lệ lao động thất nghiệp tăng cao, nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất hoặc lao động cầm chừng, trong khi dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong 9 tháng qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm đã nỗ lực thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm như tìm hiểu thông tin thị trường lao động, tổ chức các phiên giao dịch việc làm, tư vấn các lĩnh vực, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của ngành. Theo đó, Trung tâm Dịch vụ Việc làm đã tổ chức được 17 phiên giao dịch việc làm với trên 200 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng khoảng 85.000 lao động. Nhưng thực tế, nguồn lao động cung ứng rất thấp,
với chỉ hơn 1.000 lượt người tham gia tìm việc. Trung tâm cũng đã tổ chức tư vấn cho gần 50.000 lượt người để kết nối tìm việc làm cho người lao động. Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm đẩy mạnh việc cung cấp thông tin tuyển dụng, tư vấn giải quyết trợ cấp thất nghiệp tại website của Trung tâm việclamquangnam.gov.vn, hỗ trợ thông tin qua Zalo. Tuy nhiên hiện nay, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, sản xuất trong nước bị thu hẹp, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, thị trường lao động nước ngoài đóng băng. Đây là những thách thức lớn đòi hỏi Trung tâm phải nỗ lực hơn nữa để góp phần hỗ trợ người lao động. Ghi nhận những kiến nghị của Trung tâm Dịch vụ Việc làm và chia sẻ khó khăn với đơn vị trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu Trung tâm cần nỗ lực hơn nữa, nhất là nắm bắt kết nối việc làm một cách hiệu quả, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa hình thức tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cơ sở, tổ chức sàn giao dịch phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm công việc, phát huy tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn cũng lưu ý các ngành liên quan phối hợp tạo điều kiện để Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhằm chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10, sáng nay Ban Văn hóa Xã hội có buổi làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội về đề án tu sửa nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2026. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thanh. Theo báo cáo tại buổi làm việc, qua khảo sát thực tế, Quảng Nam có 73 nghĩa trang liệt sĩ có nhiều hạng mục hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, cần phải được tu sửa, nâng cấp và xây mới. Đối với nhà bia ghi tên liệt sĩ ngoài nghĩa trang liệt sĩ, xây mới một nhà bia và nâng cấp 10 nhà bia ghi tên liệt sĩ, tổng nguồn vốn đầu tư cho giai đoạn 2022-2026 hơn 220 tỷ đồng. Theo quan điểm của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cần có cân nhắc thêm về đề xuất định mức xây mới cho từng khu vực giữa đồng bằng và miền núi, cấp huyện và cấp xã, cơ cấu nguồn vốn cần có nghiên cứu cụ thể và đặc biệt là phải bổ sung thêm yếu tố trượt giá về định mức xây dựng và thiết kế mẫu các công trình nằm trong đề án. Đồng thời, Sở cần chỉnh sửa tên đề án thành cải tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2026, xây dựng thêm phụ lục các hạng mục công trình. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thanh nhấn mạnh, sau gần 50 năm thống nhất đất nước, dù nhiều lần được đầu tư nâng cấp, nhưng do đặc thù về khí hậu khắc nghiệt nên nhiều nghĩa trang liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Đây là nỗi trăn trở của các cấp ngành và nhân dân, nên việc xây dựng đề án và trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua và ban hành nghị quyết là hết sức cần thiết. Vì vậy, cũng đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội cần tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc để chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo đề án, đồng thời rà soát các nghĩa trang theo phân kỳ để tập trung ưu tiên hỗ trợ hợp lý, tư vấn cho các địa phương về thiết kế mẫu và địa phương tùy theo tình hình thực tế để lựa chọn xây dựng mẫu phù hợp với đặc thù diện tích bố trí. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thành vừa đề nghị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ICV sớm triển khai kế hoạch đầu tư phát triển cảng hàng không Chu Lai trong thời gian tới theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay trên toàn quốc. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị ICV sớm triển khai kế hoạch đầu tư phát triển cảng hàng không Chu Lai trở thành cảng hàng không quốc tế đạt tiêu chuẩn cấp 4E vào giai đoạn 2021-2030 và đến năm 2050 thành cảng hàng không quốc tế cửa ngõ với quy mô sân bay cấp 4F, công suất phục vụ 40 triệu hành khách một năm. Trước mắt, tỉnh Quảng Nam đề nghị trong năm 2022, ICV sớm có kế hoạch đầu tư xây dựng nhà ga hành khách công suất phục vụ 5 triệu khách một năm. Ngoài ra, đơn vị cần cải tạo nhà ga hàng hóa, mở rộng sân đổ máy bay, các công trình phụ trợ và các hạng mục phục vụ bay. Sân bay Chu Lai với diện tích hiện nay là 2.300 ha, có điều kiện hạ tầng rất tốt, hội đủ tiềm năng thuận lợi để trở thành trung tâm công nghiệp dịch vụ hàng không mang tầm cỡ quốc tế. Ngoài việc vận chuyển hành khách, cảng hàng không quốc tế Chu Lai còn là trung tâm vận chuyển hàng hóa quốc tế, trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng máy bay, đào tạo phi công và các hoạt động khác gắn với khu phi thuế quan phía bắc sân bay Chu Lai. Từ khi tiếp nhận dự án HAI về đưa người cao tuổi vào phòng chống rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, Hội người cao tuổi tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhằm chia sẻ kinh nghiệm và thực hành tốt về đưa người cao tuổi vào phòng chống rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, sáng nay, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam tổ chức HAI và tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình hội thảo trực tuyến với các điểm cầu tại các huyện Nông Sơn, Thăng Bình, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An. Tham dự có đại diện các sở ban ngành của tỉnh. Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh và tổ chức HAI đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội thảo chuyên sâu cho đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chủ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh,
cán bộ hội viên người cao tuổi, các huyện, thị xã, thành phố đến nhóm hỗ trợ kỹ thuật của xã, phường, thị trấn thuộc dự án. Hội thảo tập trung tập huấn vào những vấn đề cụ thể như nâng cao nhận thức về nhu cầu, tính dễ tổn thương, năng lực, khả năng đóng góp của người cao tuổi và cách làm việc với người cao tuổi trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Một số chính sách liên quan đến người cao tuổi trong phòng chống thiên tai, già hóa dân số, các vấn đề đặt ra với quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, ứng phó phòng ngừa dịch COVID-19 cho người cao tuổi. Những lớp tập huấn, hội thảo đã giúp cán bộ, hội viên, các chi tổ hội đến nhóm hỗ trợ kỹ thuật thuộc các huyện, thị xã, thành phố có nhận thức đúng đắn, khoa học về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong phòng chống rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Sáng nay tại huyện Quế Sơn, Hội Nông dân tỉnh tiến hành bàn giao và đưa vào sử dụng 40 thùng thu gom rác thải cho Hội Nông dân xã Quế Mỹ. Số lượng hàng thu gom rác này nằm trong dự án xây dựng mô hình Hội Nông dân thu gom phân loại rác thải nông thôn gắn với bảo vệ môi trường, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đầu tư với nguồn kinh phí hơn 100 triệu đồng. Sau khi bàn giao, số thùng rác này sẽ được sử dụng thu gom rác thải sinh hoạt tại 4 thôn của Quế Mỹ. Trước đó, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam cũng đã tiến hành kiểm tra và bàn giao 4.800 con gà giống cho 5 hộ gia đình tại xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ. Số gà giống này nằm trong dự án xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong nuôi gà thương phẩm theo hướng an toàn sinh học do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện các nội dung dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 nằm trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ đã triển khai thí điểm mô hình công dân không viết và thành đoàn Tam Kỳ đã thành lập đội thanh niên xung kích hỗ trợ thực hiện mô hình công dân không viết tại Trung tâm Hành chính công thành phố Tam Kỳ. Mô hình này hỗ trợ công dân như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Thành viên của đội thanh niên xung kích đã tiếp cận hỗ trợ công dân cách khai báo y tế điện tử của ứng dụng khai báo và kiểm soát vào ra. Sau đó thăm hỏi về thủ tục hành chính khách đang có nhu cầu thực hiện. Kế thuộc danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 đã được cung cấp trên cổng dịch vụ công của thành phố thì hướng dẫn khách tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến. Đúng như tên gọi của mô hình công dân không viết, công dân chỉ làm một việc duy nhất là cung cấp thông tin cho tình nguyện viên. Rất là khó, nhưng mà như mấy anh chị đồng viên ở đây rồi tận tình, những cái chi tiết chi mình không biết hay những gì đó là đoàn viên đây họ lục rất cụ thể, dễ nghe dễ hiểu nữa. Hướng dẫn cho người dân khi vào trung tâm chính công là thực hiện khai báo y tế bằng quét mã QR, sau đó là thăm hỏi người dân là nhu cầu về cái giải quyết thủ tục hành chính của mình, sau đó là làm có thể là giới thiệu cho người dân biết về cái dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 và giải thích cho người dân biết được cái lợi ích, cái tầm quan trọng của cái dịch vụ công trực tuyến. Đội thanh niên xung kích hỗ trợ thực hiện mô hình công dân không viết hiện có 11 thành viên là đoàn viên thanh niên của thành đoàn Tam Kỳ. Ngoài việc hỗ trợ công dân thực hiện thủ tục hành chính, trong thời gian khách ngồi đợi tới lượt giao dịch đối với các thủ tục hành chính chưa có trong danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, thì đội thanh niên xung kích sẽ tiếp cận tuyên truyền các lợi ích khi nộp hồ sơ trực tuyến, địa chỉ truy cập cổng dịch vụ công của thành phố, danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, hướng dẫn tạo tài khoản để khách thuận tiện nộp hồ sơ nếu sau này có nhu cầu sử dụng. Thế đó, đội thanh niên xung kích đã tạo được 131 tài khoản, 16 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4. Với sự hoạt động hiệu quả này, mô hình sẽ được triển khai nhân rộng tại bộ phận một cửa của các xã phường trong thời gian tới. Mô hình này đi vào hoạt động đảm bảo thì sẽ triển khai cho tất cả các xã phường trên địa bàn thành phố, và cái lực lượng chúng tôi sẽ huy động đó là lực lượng thanh niên và đối tượng với điều kiện là phải xung kích và sẵn sàng hỗ trợ giúp dân. Ngoài ra thì phải trong quá trình thực hiện thì trước đó là phải tập huấn cho tất cả các đối tượng là lực lượng thanh niên, những đồng chí là thuộc cán bộ của xã một cửa. Và ngoài ra thì theo chủ trương của thành phố sẽ tập huấn cho lãnh đạo các xã phường để việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ cho hiệu quả và nhanh chóng. Với những hiệu quả tích cực ban đầu từ mô hình công dân không viết, việc nhân rộng mô hình này trên toàn địa bàn thành phố Tam Kỳ sẽ góp phần quan trọng cho công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số của thành phố Tam Kỳ, đẩy nhanh xây dựng chính quyền số trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, để chuẩn bị cho mùa mưa bão 2021, tất cả các địa phương trong cả nước, trong đó có Quảng Nam, phải đứng trước thách thức kép là ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch COVID-19. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra và không làm gia tăng dịch bệnh, tỉnh Quảng Nam đã chủ động xây dựng các kịch bản và phương án đối phó.
Trong đó, ngoài chú trọng phương châm 4 tại chỗ, thì công tác phối hợp chặt chẽ giữa Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và Ban chỉ đạo chống dịch được các địa phương miền núi gấp rút triển khai. Phước Thành là một trong ba địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất của huyện Phước Sơn trong đợt thiên tai hồi cuối năm 2020. Hiện nay địa phương này vẫn đang trong quá trình khắc phục hạ tầng dân sinh. Song để chủ động ứng phó với thiên tai bão lũ năm 2021, địa phương này đã lên nhiều phương án như vừa tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng dịch cho người dân, vừa kiểm soát chặt người ra vào địa bàn, đồng thời lên các kịch bản ứng phó với cả thiên tai và dịch bệnh. Chúng tôi thì cần, rất là cần về vấn đề về cái vật tư, cũng như là cái nhu yếu phẩm, cũng như là tất cả thuốc men đồ kia để mà vừa phòng chống bão mà vừa giúp cho bà con, đặc biệt là cái việc mà di dời để bà con tập trung như thế nào để đảm bảo này. Khi mà xảy ra bão mà không được bà con phải đảm bảo về lại cái phòng chống dịch COVID-19. Tại 6 huyện miền núi Quảng Nam, hiện nay các địa phương đã xây dựng xong kịch bản kép để vừa ứng phó với thiên tai vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Trong đó các khu cách ly tập trung đã được gia cố kiên cố trước mưa bão, rồi tập huấn phòng chống dịch cho đội ngũ xung kích phòng chống thiên tai, cung ứng khẩu trang, nước sát khuẩn tại các điểm dự kiến sẽ di dời dân tránh bão, cũng được các địa phương như Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My và Phước Sơn lên kế hoạch. My cũng xây dựng các kịch bản để làm thế nào chúng ta vừa thực hiện phòng chống thiên tai trong cái điều kiện dịch bệnh và cũng sử dụng cái tổ cộng đồng giám sát vừa tuyên truyền dịch COVID-19 mà vừa để tuyên truyền vận động người dân thực hiện cái công việc phòng chống thiên tai trong giai đoạn năm 2021. Phải có sự phối hợp giữa ban chỉ huy phòng chống thiên tai cấp huyện cấp xã với ban chỉ đạo phòng chống COVID của huyện cấp xã. Theo đó thì sẽ tăng cường trong công tác là trang bị công cụ, dụng cụ, vật tư y tế cho lực lượng nào và đặc biệt là hỗ trợ về cái thiết bị y tế đối với những khu vực mà được sắp xếp, được lên kế hoạch sơ tán dân, trong đó tập trung cho sơ tán sang ghép và hạn chế tối đa việc sơ tán tập trung. Những ngày gần đây, khi bão số 5 gây ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Nam, thì các địa phương miền núi đã di dời, sơ tán hơn 600 hộ dân với gần 3.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Trong đó, việc di dời sơ tán dân luôn đảm bảo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế và chú trọng an toàn trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho người dân. Từ đây đến cuối năm, dự báo sẽ còn từ 2 đến 3 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Nam. Đồng thời, tình hình dịch bệnh diễn biến vẫn đang phức tạp. Do đó, những đợt tập dượt và lên phương án kịch bản cụ thể chi tiết được coi là sự chủ động cần thiết của Quảng Nam trong thực hiện nhiệm vụ kép hiện nay. Chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam hôm nay khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.